Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì lại là một câu chuyện được bày biện ra ở đây. Và không biết rằng tuần này thì chúng ta sẽ được nghe câu chuyện của ai và câu chuyện đó là như thế nào và câu chuyện ấy là câu chuyện gì. Đó, chào em. Sao tự nhiên đó vậy? Đây không phải là hình ảnh của em nha. Dạ, em chào chị Tôn Nhi nha. Đó, 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 đúng rồi đó. Em là Wambo và thường được mọi người biết tới là Wambo Vành Môi. Tên đầy đủ của em là Wambo Trần Huỳnh Phúc. Và em hiện tại đang là đạo diễn, diễn viên, VJ và sắp tới có thể làm ca sĩ nữa. Wow, rất là nhiều lĩnh vực được tham gia hoạt động. Chị tin là mọi người sẽ nhớ về em nhiều với cái nickname, với Vân cái đúng rồi. Ví dụ như là có cái drama gì đó mà nó vừa nổi lên một cái, cái kênh đầu tiên chị search để chị được nghe là cái kênh của em không? Em cảm ơn chị nhiều. Thì đôi khi là em cũng là người làm đầu tiên nhưng mà đôi khi cũng vài ngày sau em mới làm. Đợi cũng hơi lâu nha. Rồi, vậy thì vì sao lại là Wambo Vành Môi? Tên chương trình là Tám Chút Coi. Sau đó bắt đầu là em đi casting cái chương trình đó. Ban đầu người ta không có nói về cái format của nó. Người ta cho em vào đó để mà em hoa hậu. Chào các anh chị ạ. Em tên là Trần Minh Phúc Wambo. Và hôm nay là em sẽ dẫn chương trình Tám Chút Coi. Hôm nay chúng ta sẽ có hạng mục các câu chuyện về showbiz như sau. Sau đó làm như cái năng lượng của em nó tỏa ra để mà người ta nhận biết là tần số thằng bé này nó không phải là như vậy. Đúng rồi, không, cái vai đó không phải của em ơi, nó kỳ lắm. Xong chứ bắt đầu là anh đạo diễn mới nói là em ơi, không mấy em sưng si lên. Tại vì tin về showbiz là nó phải giật gân, nó phải tiền thi. Dạ, để em đổi mood. Dạ, anh chị ạ. Dạ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái drama lớn nhất trong showbiz hiện đó đó. Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Các bạn có tin một điều rằng là tình tiền nó là một cái gì đó rất là thú vị và rõ ràng là trong showbiz không thể nào bỏ qua được cái vấn đề tình tiền được. Đấy, thì khi mà em bắt đầu bung được đúng cái mood em ra rồi thì tự nhiên tên chương trình bị ekip đổi lại thành là Wambo Vành Môi luôn. Vậy nên nó là khẩu nghiệp đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ban đầu tất cả mọi thứ Wambo Vành Môi nó chỉ là một cái chương trình được sản xuất và với sự hướng dẫn rất là chi tiết và kỹ lưỡng từ phía công ty truyền thông lúc đó. Thì sau đó đến thời điểm hiện tại thì cái sự hợp tác nào nó cũng phải đến lúc ngưng. Cái sự ngưng đó nó cũng vui vẻ cho đơn giản là tại vì cũng đã đến hết cái quý sản xuất rồi. Thì bắt đầu là em mới tách ra riêng và trở thành là một Wambo Vành Môi độc lập. Thì cái tên đó nó đi theo em như thế. Bo có rất nhiều chuyện thưa mọi người. Vậy thì bây giờ tối nay em sẽ quyết định kể chuyện gì. Chứ không là mọi người thức tới sáng với hai chị em mình đó. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Em sẽ một cách vắn tắt giữa Wambo Vành Môi và Wambo đạo diễn. Wambo Vành Môi là một thực thể của giải trí, của viral. Còn Wambo đạo diễn, Wambo diễn viên thì lại là một Wambo của nghệ thuật. Ở đây chúng ta sẽ có một cái câu chuyện về một cái sân khấu nhỏ của em. Thì sân khấu đó em đặt tên là Gánh Nhỏ. Và ở đó là nơi hoạt động song song với lại Wambo Vành Môi. Để mà một bên thì em sẽ kiếm chi phí để mà có thể sinh hoạt ở trong cái giới nghệ thuật. Còn một bên sẽ là nơi giữ cái trái tim của em. Trái tim nghệ thuật đó nó được nguyên vẹn. Gánh Nhỏ là một cái nơi như vậy. Và em tụ họp hết tất cả các bạn trẻ. Những ai chỉ cần mê sân khấu là có thể đến với Gánh Nhỏ, chứ không cần thiết phải là một người có nem hoặc là một người diễn viên diễn quá tốt. Em sẵn sàng training đào tạo các bạn từ số 0 đi lên với tất cả những kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức của em. Thì khi đó Gánh Nhỏ hoạt động rất là khó khăn. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu thôi chứ cũng không có đầu tư gì nhiều. Em nhận ra được rằng là mình chỉ cần dũa cái bản thân mình. Mình chỉ cần rèn luyện cái tài năng của bản thân mình thì tự động sẽ có người đầu tư là thật. Bản thân em là người có được những nguồn đầu tư rất tốt. Và trong đó có một nguồn đầu tư là của một anh đại gia. Thì anh ấy tất nhiên rồi, người ta bỏ tiền người ta sẽ muốn trói mình. Thì anh mới, vậy là em là người yêu của anh và anh làm tất cả mọi thứ. Sân khấu của em thời điểm mà mới bắt đầu thì nó chỉ là một cái bục gỗ, mấy cái đèn với lại bốn cái màn lên thẳng thành là một cái mặt tiền. Và các bạn thành viên trong Gánh cũng được hoạt động với những trang phục, với những kinh phí, với những dự án nó tốt hơn. Tại vì anh là người đầu tư hết tất cả mọi thứ. Em gần như vận dụng hết tất cả những cái bản chất tối của mình để có thể lấy thật nhiều tiền. Tất cả hành trình của em làm nghề đều là người ta phải chi tiền cho em, chứ không có chuyện mà em đầu tư hay rút từ tiền túi của em ra để làm một cái gì cả. Thì mọi thứ nó đang trong một cái quá trình như thế khá là khô khan. Vậy thì
một người đạo diễn, diễn viên như em lấy cái cảm xúc ở đâu để mà diễn, trong khi đó em đang tồn tại trong một cái môi trường nó quá là kinh doanh, nó quá là thực dụng như vậy. Thật ra là em có một người trong tim, một người đã rời bỏ em 4 năm trước đó. Và cái sự ra đi của họ nó hụt hẫng, đau khổ. Một mối tình gian dở, thường tình gian dở để lại nhiều cảm xúc lắm. Và em đã dùng cái cảm xúc đó để em viết tất cả những vở kịch. Chỉ cần em nhớ về người đó, nước mắt em sẽ tự rơi. Cho nên em biết diễn bi là nhờ vào cái mối tình gian dở đó. Thì cũng chính là người yêu hiện tại của em là ông Gen, cũng thành viên của Gen Nai, người đã bỏ em 4 năm trước. Thì khi mà họ rời bỏ em mà không một lời giải thích thì em nghĩ là họ tệ với em, họ trát em. Và sau đó là em cứ để câu chuyện đó trong lòng, và em cứ lao vào cái mối tình đại gia để mà thôi, ít nhất có tiền, không có đau khổ nữa. Tôi đã mất tình yêu đích thực của tôi rồi, thì tôi phải có một cuộc đời rực rỡ để bù lại cái nỗi đau khổ đó. Cho nên là em lúc đó em chỉ tập trung vào việc làm sao để cuộc đời của mình nó rực rỡ. Và suốt 4 năm lao động thì em có cái sự nổi tiếng nhất định, em có vị trí nhất định, cơ nghiệp nhất định là cái sân khấu đó, cùng với lại một người tình phải nói là tiền bạc và quyền lực. Thì khi em đã chễm chệ trên những cái mà em thích rồi thì người đó trở về, anh Gen anh trở về và anh mua vé đi xem kịch. Mình đang diễn mà cái vở kịch nó lại đang nói về câu chuyện của 4 năm trước. Và thế là anh ngồi với anh coi, em đang diễn mà đang diễn cái sự đau khổ của 4 năm trước, mình đang nhớ lại trong đầu mình, mặc dù nhân vật ra thì khán giả chỉ biết là nhân vật thôi. Mình thấy anh ngồi dưới. Khoảnh khắc đó em như thế nào? Khắc đó phải nói rằng là bên trong em thì vỡ òa, bên ngoài thì chết lặng. Xong chứ bắt đầu là em với lại anh Gen mới nhắn tin với nhau. Thì trong một cái tích tắc em bị giật mình. Quán bo thời mới vô nghề đây rồi. Có nghĩa là cái người đó đi mà họ giữ cái sự thuần khiết nhất của mình họ đi. Tại vì thật ra mình trở thành thiên nga đen là bởi vì đó, vì cái sự đau khổ đó, vì cái hào quang showbiz chia cắt hai đứa vào thời điểm 4 năm trước. Cho nên là mình bị mất đi cái bản thể thiên nga trắng. Và khi đó em nhận ra được vấn đề là à, hóa ra tất cả mọi chuyện và cái sự tiến hóa của mình lý do nằm đây. Vậy là đây là người có thể chữa lành được cho mình. Tiến hóa hay biến chất? Em nghĩ là cả hai đi. Tại vì rõ ràng là nhờ biến chất thì em mới khôn ngoan hơn. Lúc này cứng. Một bên là tiền, một bên là tiền. Đấy. Em đưa anh Gen vô nhóm kịch luôn. Khi mà em gặp lại anh Gen nha, chu cha, không còn là Gen của 4 năm trước nữa. Tàn tạ, nghèo khó. Thấy người năm xưa không. Đúng không? Cảm giác đấy. Và ảnh đang làm công việc văn phòng, chứ ảnh không làm nghệ thuật nữa. Và ảnh gặp em để anh muốn xem em là sau 4 năm như thế nào. Anh không nhận ra được em. Bây giờ em đúng nghĩa là người có hào quang. Em bằng mọi cách thuyết phục anh Gen lấy lại hào quang bằng cách là tham gia vào nhóm kịch của em, để em cho anh cái cảm giác lên sân khấu mỗi tuần, để mà cho anh có được những cái sự tự tin, máu lửa, máu chiến ở lại với nghệ thuật. Bởi vì anh Gen là người có tài. Khi mà đưa em vào nhóm kịch rồi thì mọi thứ càng rối hơn. Gánh nhỏ hai thái cực. Và đây là chính là lúc em bị phản. Một nửa thành viên đã quá quen với chuyện là ăn ngon mặc đẹp từ cái nguồn tiền của cái người đó. Một nửa gánh nhỏ thì lại là những linh hồn thuần khiết tin vào tình yêu đích thực. Em quen cả hai bởi vì em không chắc là anh Gen có thực sự tới với em hay không. Và đặc biệt nữa là những cái công việc dính líu của trong gánh nhỏ với cái người đó vẫn còn. Họ là người đầu tư mà. Mình đang xin lời ra và mình đang hoạt động trên cái nguồn đầu tư đó, đâu thể nào nói muốn rút là rút được. Em cứ tạm trước mắt là cả hai. Nhưng trong tâm em thì trái tim của em là ai thì cũng biết rồi, là một người đang không có gì. Nhưng mà em có dự định để đến một cái ngày gần nhất có thể thì mình chỉ có một đường ngay nẻo chính mình đi không? Thực ra là em đã muốn chia tay cái người đó ngay khi mới gặp lại anh Gen luôn. Tại vì cái người đó em không yêu. Nhưng cơm áo không đùa với khách thơ. Không, thật ra là em không dựa vào cái người đó để mà có cơm áo đâu. Không có người đó em vẫn ổn. Chỉ là có người đó thì tốt hơn thật. Thì đó. Cơm thì cơm trắng với cơm sườn nó cũng có khác nhau. Thật ra cái người đại gia đó cũng không tốt lắm. Ảnh coi em là như là hậu. Và ảnh có rất nhiều phi. Có những người trong showbiz luôn.
Và khi mà em quen ảnh thì cái năng lượng của em, tất cả mọi thứ của em nó không bị phụ thuộc vào ảnh. Cảm xúc của em không đặt trên tay của ảnh, cho nên ảnh thích em nhất và ảnh chọn em là hậu. Nếu hỏi tại sao mà em lừa dối người đó để mà ngoại tình với anh Zen thì em nghĩ rằng là có gì đâu. Tỷ dụ đó là một người tử tế, em sẽ cực kỳ áy náy. Nhưng đây là một người vốn gì đã không tử tế với tình yêu. Tại vì mỗi con Phi, mỗi con Hậu đều là công cụ kinh doanh. Mỗi bà nắm một cái thôi. Thì em là người nắm mảng sân khấu, kịch bản. Người kia lại nắm về âm nhạc, người kia lại nắm về quảng bá. Cho nên vốn dĩ trong đó đã không có sự chân thành ngay từ ban đầu. Nhưng vô tình nó lại tạo ra một cái cớ để những người mà họ muốn phản trắc em, họ sẽ coi rằng họ có đủ lý do, đúng không? Nói chung là thời điểm đó, cái phe mà đã ăn quen ăn ngon mặc đẹp á, họ không thích cái mối quan hệ của em với Zen. Và họ tìm cách để họ phá. Cụ thể? Trong đó có một người em. Thì bạn đó casting vào nhóm kịch của em. Thì bạn đó không biết diễn và là mới chân ướt chân ráo vô đây. Và em là người chỉ cho bạn đó từng nét diễn đầu tiên. Và bạn nó như một bản thể đối nghịch lại với em vậy đó. Em là một người có vẻ ngoài rất là gai góc. Năng lượng của em tỏa ra rất là mạnh và rất là cá tính. Nhưng mà thật ra bên trong tâm của em thì nó lại rất là thẳng, có sao nó vậy, nghĩ gì nói đó. Thậm chí em nói luôn với lại anh đại gia của em luôn mà, em muốn yêu anh. Anh nghĩ sao người như anh mà em yêu vậy? Em vẫn là người yêu của anh, em vẫn là người tình của anh, em vẫn làm tròn trách nhiệm của em đối với anh. Nhưng em không yêu anh. Thế cho nên là mới được để lại làm hậu. Ừ, đúng rồi đó. Em cũng không tranh sủng hay em không tranh gì cả. Ok, các chị cứ ăn, đó là việc của các chị, em không quan tâm. Bắt đầu là cái người em đó, ban đầu thì còn kiểu dấu dấu mập mờ, nhưng mà em nhìn em biết chứ. Tự nhiên ngồi gấp đồ, quần áo, trang phục diễn mà của các anh đó, anh cấp qua. Rồi cứ ảnh lên đi là bắt đầu mặc e thẹn, ngại ngùng các thứ. Thì lúc đó là em đã trong quan hệ với anh Zen rồi. Em nhìn tới, hiểu rồi. Xong chứ em cũng thử một cái phép thử. Em mới nói là bây giờ em thấy con bé đó, thằng bé đó thích anh. Thấy sao? Thì anh nói là đâu anh đâu thích nó đâu, này cái kiểu. Nhưng mà dần bé nó thích anh thì sao? Anh có thể tuyển thêm Phi mà, có sao đâu. Thì anh thấy là mình bật đèn xanh mà, mình sấn vô. Người em đó cũng thấy mình bật đèn xanh mà, cũng sấn vô. Và em đã đưa ra một cái phép thử nữa cho cái người kia luôn. Em nói rằng là mày có gì với người yêu của tao không? Thì bạn đó nói là không có gì hết trơn á. Xong em mới nói là giờ người yêu của tao hình như có ý gì đó với mày. Tại vì biết sao không? Trước đó em đọc được tin nhắn rồi. Em chốt rồi, tỏ tình nhau các thứ rồi. Cho nên là em mới nói là bây giờ mày không thích ổng, mày chê ổng, vậy giờ ổng có một cái dạng là một cái đầu tư cho một cái lớp đạo diễn nó rất là mắc tiền, thì học không? Học không? Làm không? Để, tại bây giờ ổng đang mê mày mà, thì bây giờ mày xài ổng đi, tao cho mày xài mà. Xài. Nhảy vô ăn ngọt xớt luôn. Tại vì em dọn máng người ta rồi. Đúng rồi, vấn đề nằm ở chỗ đó là một cái bẫy. Em đến giờ em vẫn công nhận trước công chúng luôn, đó là một cái bẫy, đó là một cái bẫy chuột. Bẫy chuột là một trong số những loại bẫy đơn giản nhất trong tất cả các loại bẫy. Nhưng mà trong đó có đồ ăn ngon thì con chuột thật ra đâu chết vì cái bẫy, nó chết vì cái tham. Nếu như người đó là một người đệ tử đi, em tạm gọi đệ tử đi chứ gọi em thì nó cũng cứng quá. Một người đệ tử có lương tâm, biết rằng đây là người yêu của sư phụ mình, thì có nhảy vô hay không? Tất cả những gì em nhận, người kia nhận ké. Tạo ra một cái thế mà em công nhận luôn. Đến bây giờ trên mạng, đứa ăn hoa đó. Đúng rồi, trên mạng em vẫn gọi luôn là cái mối hệ ba trà tư nhị. Em là ba trà, còn người kia tư nhị. Đấy. Thì sau đó bắt đầu là em biết rồi. Em điều tra thử coi nó như thế nào. Thì thật ra là mục đích của người em đó, người đệ tử đó là gì? Là muốn có tất cả mọi thứ mà em đang có. Và khi mà bắt đầu hai người đó bắt đầu tới với nhau rồi, thì thật ra em vẫn là người được cân nhắc. Em hạ màn, đây mới là thời điểm thích hợp để chia tay. Em cần một lý do, em cần một cái cớ để người ta không thể quay lại và làm gì được em hoặc Zen. Thì người đó ban đầu cũng sốc, cũng níu kéo bằng mọi giá, đến tận bây giờ vẫn còn. Em cứ tưởng đâu là nếu như đã có một cái người thay thế em rồi thì sẽ chọn người đó, nhưng không. Người đó bị out ra khỏi cái tầm nhìn của người đó luôn. Coi như là dùng xong chán chê rồi, vứt qua một bên. Nhất định là không chịu cái cô tư nhị này, không chịu cái người em đệ tử của em, và một mực giành lại. Thì bắt đầu cái sự đố kỵ nó bắt đầu ra từ đây.
người đệ tử của em, người mà em gọi là em, bắt đầu không thích nữa. Kiểu vậy người ta tức á. Là ủa tại sao bây giờ nó đã bỏ luôn rồi, là em á, em bỏ luôn rồi tại sao vẫn không chọn nó. Cứ dây dưa thêm khoảng chừng 4-5 tháng thì em dứt hẳn để em chạy về phía anh Zen luôn. Em dứt hẳn để em chạy về phía của anh Zen luôn. Thì sao thì tất cả những cái nguồn đầu tư mất chứ sao. Đó là cái giá em phải trả. Thế thì gánh nhỏ được kiên trì như thế nào? Bằng chính sức của em. Sau đó tụi em thuê một căn nhà khác. Tụi em ở trong cái nhà đó vừa làm sân khấu mà vừa làm nhà ở luôn. Khi mà biết em bỏ tất cả mọi thứ về người đại gia đó để mà chạy theo anh Zen thì mẹ em cũng từ em luôn. Tại vì em từ nhỏ đến lớn được đào tạo để trở thành một người biết lớn, thu hút nguồn lợi. Chính xác, một người thu hút nguồn lợi. Thì cô em đó, người đệ tử đó vẫn đi theo. Vẫn đi theo và vẫn ở trong đó. Vì sao em vẫn chấp nhận, vẫn còn cưu mang các bạn ấy, dính với các bạn? Bởi vì em nhớ tới cái ngày đầu tiên mà nó lên sân khấu em và bạn nó casting. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, nó đã bị đồng tiền của cái người này tha hóa. Còn em thì không, trước sau như một. Thì cái em đang muốn cho bạn nó thấy là gì? Đừng cố gắng lấy người ta nữa. Của thiên trả địa, em đã bị rồi. Và đó cũng là đệ tử của em, đó cũng là người em mà em phải nói thật là hợp nhất với em. Mọi thứ đều rất là đồng điệu. Thì người đó hoạt động cho có, giống như là một cái điệp viên được cài cắm ở trong đó và quan sát cuộc sống của em với Zen. Cho đến cái ngày mà gần như là tất cả mọi sự chịu đựng của đôi bên nó đã tới cực đại. Người đó mở ra một cái sân khấu khác, thu hút tất cả những người lực bên em về. Thì em có cảm giác như là mình đã dạy ra một người khá hay nha. Y chang mình, cũng có cái sự bất chấp, cũng có cái sự đấu tranh, cũng danh sư xuất cao đồ hả? Thì cũng mở một cái sân khấu khác xong rồi kêu tất cả người lực về, mà kêu rất hay, kêu người chủ chốt về không. Nhưng vấn đề là vì sao người ta chịu về nữa? Vì một cái diện tích lớn hơn, sự thiên nga trắng của người đó. Chỉ có em là nhìn ra được cái thiên nga đen của nó thôi. Tại vì câu chuyện giữa nó với lại cái người đàn ông của em là chỉ có em biết à. Em cũng không có kể nhiều, chỉ có em với anh Zen biết thôi. Thì em nói thiệt, chị bị em sốc kinh hoàng, chịu một cái cú đấm. Em sốc vì cái người đệ tử, tạm gọi cái người đệ tử đó, vì đệ tử của mình đã có một cái cơ đồ song song. Hay em sốc vì những cái người thân cận của mình rời bỏ mình? Cái việc mà bạn nó mở sân khấu đi, em chính là cái người nhờ một người khác nhắn lại, muốn không qua lấy kịch bản luôn cũng được. Bởi vì em không tiếc gì với những bạn ở sân khấu kịch cả. Thì em cũng hiểu rằng là mình quá non trẻ trong việc gọi là mình là bầu. Và em cũng nhận ra được rằng là gì, mình đã sai trong việc đưa hết tất cả những cái hay nhất cho một người giống mình. Xong rồi bây giờ người ta thành, dĩ nhiên người ta phải gom hết tất cả những tinh túy của mình đi chứ. Tại vì mình cho mà. Thì đó là cái em nhận ra cái thứ hai. Thôi ngưng ở đây nhé. Tại vì mình đã nhận ra những cái mình còn thiếu rồi. Thì mình sẽ đi tìm những cái còn thiếu đó, để mà khi trở lại nó sẽ rực rỡ và nó sẽ vững mạnh. Thì đó là cái điều mà em đã cam kết với lòng mình. Lúc đó em đã là vành mô rồi. Và trong lương tâm em luôn nói một điều rằng là em sẽ không đụng tới những người đã từng hợp tác trên sân khấu của em. Và ngược lại em còn giúp đỡ họ nữa. Thì em mới cho 4 suất cuối cùng của nhóm kịch cánh nhỏ, để coi như là tạm biệt khán giả. Và cũng là để mà cho các thành viên, ai chưa có vai thì cứ lên đi. Đấy, đẻ vai ra bất chấp luôn, để mà cho mọi người lên hết đi, vui vẻ với nhau đi. Và khán giả họ cũng biết rồi, họ cũng tới họ ủng hộ nhóm rất nhiều. Mà chỉ có tin một điều rằng là cứ tới trước ngày diễn là có một người rút vai. Và người đó rút vai không phải là đi trong hòa bình nữa, mà đi trong cái sự cự cãi, những chuyện rất là linh tinh vặt vãnh. Ban đầu em cũng không nghĩ gì, em cũng nghĩ rằng là chắc tại họ biết là còn 4 ngày cuối thì họ có những cái định hướng mới, họ có một cái môi trường mới, thì việc họ đi là cái chuyện bình thường. Em cũng không quan tâm việc là họ có qua bên đó hay không. Đùng một cái, tới ngày thứ 2 là thấy không còn trùng hợp rồi. Tới ngày thứ 3 bị y chang vậy luôn. Không thể nào mà mình sâu chuỗi là mình thấy vấn đề nó rõ ràng quá hả? Rút vai trước ngày diễn và khiến cho em phải tất tả kiếm người thay vào và tập lại cái vai đó trước phút 90 lên thềm luôn. Thì thì nó quá là ác độc với lại cả em và cả khán giả và cả tập thể cánh nhỏ rồi. Úi dồi ôi, có một người trung thành với em được mời sang bên đó, và với một cái lời mời gọi như thế này là làm một phiên bản khác của cánh nhỏ.
và con ông chúa của cái tổ ong đó là một người thay thế được Wambo, và đó chính là người đó, người em của em. Qua bên đây đi, có những gương mặt này, gương mặt này, gương mặt này, gương mặt này. Trong cái group đó có tất cả những người đã bỏ gánh nhỏ và có cả những người đã rút gánh vào những ngày cuối cùng. Thì mình nghe mình biết kế hoạch của ai chứ. Em mới kiểu tình cảm đâu, tình đồng nghiệp đâu. Từ zero đến hiện tại, phiên bản nó đâu. Và thế là em mới tạo một cái group và em nói nhỏ nhẹ với cái người em của em. Khi gánh nhỏ xuống đèn thì không còn là người nhà nha, mà là xã hội, là showbiz, thì tao sẽ tính mày theo cách của những người trong showbiz thật sự. Trong vòng một ngày thôi, em phải set up gáp cái suất cuối cùng trở thành một buổi họp báo. Em nghĩ là cái suất cuối cùng của đêm cuối cùng nó sẽ là một cái đêm đầy nước mắt, cái sự chia ly, cái sự tiếc nuối, nhưng mà mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng bởi vì đã kết thúc một hành trình rực rỡ. Không, nó thành một buổi họp báo đầy drama, đầy tai tiếng và đầy thị phi. Em biến một nửa số khán giả ngồi dưới là những nhà báo, những phóng viên, những người của các kênh truyền thông. Chào mừng Wambo Vành Môi lần đầu tiên bước lên sân khấu kịch nhỏ. Anh Zen là người đứng kế em và anh Zen đã biết rằng là gì, không cản được nữa. Không thể cản được nữa. Con thiên nga trắng nó mọc cánh đen rồi. Em đưa hết tất cả mọi thứ ra ánh sáng. Ban đầu khởi đầu là nó phát biểu ở trên sân khấu, sau đó em lập cả một lộ trình để lật hết tất cả các ván cờ. Đó chính là lý do tại sao mà ngay từ đầu chương trình đến giờ em kể từ câu chuyện bắt nguồn từ vị đại gia đó, nó kéo xuống nó là nguyên nhân động cơ, thì tất cả mọi thứ được em show ra bài bản, chỉnh tề, đầy đủ tin nhắn, nhân chứng, vật chứng, và kể cả là những cái quá khứ của bạn đó cũng được tìm đến em để mà đưa ra ánh sáng, để cho khán giả biết rằng đằng sau cái gương mặt của một idol, của một KOL mang năng lượng là commercial, mang năng lượng là hoa hậu, mang năng lượng để quảng cáo, thì thật ra đó là một cái người quá nhiều vấn đề. Tao sẽ dạy cho mày. Thì bạn đó bắt đầu không biết phải kháng cự như thế nào, bởi vì bạn đó không tưởng tượng được tất cả những gì em có thể làm. Và đến tận thời điểm hiện tại nay, cái thông tin em nghe được đó chính là mọi người quá sợ hãi về cái cơn bão tố của Wambo Vành Môi. Thế thì sau đó cái gánh bên kia thế nào? Cái gánh bên kia có hoạt động được không? Cái gánh bên kia thì cái chuyện mà hoạt động được hay không ở thì tương lai thì em cũng không rành. Chỉ biết là hiện tại mọi thứ đang delay, bend lại, chậm lại. Chị chỉ muốn hỏi là nếu như cần phải đánh giá thì em đánh giá thử xem là cái sự phản trắc nó đến sớm hay muộn thôi, hay bởi vì sự quay trở lại của gen nó mới làm người ta sinh lòng phản trắc. Một đứa trẻ mà chị cho nó kẹo mỗi ngày thì nó sẽ coi đó là nhiệm vụ của mình, chứ nó không coi đó là lòng tốt của mình. Em cho mỗi ngày như vậy, chứ đến một ngày em không còn tiền mua kẹo nữa, thì đứa trẻ đó sẽ sinh ra cái sự phản trắc, sẽ nghĩ rằng là mình đang không làm tốt nhiệm vụ và nó phải làm gì đó để mà nó được tiếp tục nhận kẹo. Em không nghĩ rằng là vẫn có những cái đứa trẻ mà một mặt vẫn nhận kẹo nhưng mặt khác vẫn muốn trở thành nhà sản xuất kẹo ạ? Đó là chắc là cái em chưa học được. Ở đây chị không bàn chuyện đúng sai, nhưng đôi khi cái việc mà mình để cho những cái chuyện đó nó dính mắc với nhau, nó cũng là một cái điều có thể làm tổn hại đến tình cảm của mình. Bởi vì người ta cũng có thể bị sống trong mặc cảm là vì người ta, vì sự quay trở lại của một cuộc tình mà khiến em gặp quá nhiều rắc rối. Nhưng đôi khi mình tách bạch mọi chuyện ra, mình sẽ nhận ra là thực ra cuộc tình đó nó có quay trở lại hay không, nó cũng chỉ trở thành một cái cớ thôi. Còn việc người ta vốn là một cái người muốn có một cái lãnh địa riêng, người ta muốn lập một cơ đồ riêng, là cái câu chuyện người ta vẫn đang nuôi nó mỗi ngày. Dĩ nhiên mình thì cũng không hiện từ gì, cái chuyện đó là rõ ràng rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, mình vẫn đang kỳ vọng những cái điều nó đẹp đẽ hơn. Mình không có mong muốn là xây dựng cái sự dữ dội đó để sử dụng vào những cái chuyện như thế này, đúng không? Có một cái câu mà em luôn nói với lại những người thành viên trong gánh nhỏ. Các bạn có thể thấy là hình ảnh của Wambo rất là cá tính, rất là ngông, rất là mạnh mẽ. Nhưng đó là cho khán giả coi. Còn đối với đồng nghiệp, đối với lại thầy cô, đối với lại bạn bè này, cái thứ trong nghề thì không nên thể hiện cái năng lượng đó ra với người ta. Cho nên là hai cái phiên bản Wambo Vành Môi và Wambo đạo diễn nó phải tách bạch ra hoàn toàn. Nhưng khi nó chạm lại nhau thì nó sẽ tạo ra một cái cú nổ như hình đó. Là mình sẽ không cần biết mình với người ta đã tình nghĩa ra làm sao, mình cứ phán xét. Em cũng giống Tư Nhị, chỉ là ở một cái hệ khác thôi. Tư Nhị cũng từ là một cái người mà đứng trên sân khấu mới lên, chưa biết gì, non nớt, ánh mắt ngây thơ các thứ. Và sau đó quá trình phát triển lên thì bắt đầu trở thành là một cái người sẵn sàng lật đổ cả người thầy của mình để lập một cơ đồ riêng. Thì ngay cả em cũng vậy. Chị thích sự công bằng này của em.
ai cũng là nhân vật bị hại trong câu chuyện của mình hết. Nhưng mà nhìn một cách rất là công bằng thì chúng ta thấy rằng là chính chúng ta cũng là một nhân vật tham chiến, chứ mình đâu có vừa gì, đúng không? Nhưng mà dù cho mạnh mẽ cách mấy, khi mà chúng ta bị sụp hố thì chúng ta vẫn có đau khổ chứ. Thế thì tại thời điểm em nhận ra là con người ta đã xin lòng phản trắc, mình nhận ra được những cái gọi là những cái vị quá đắng trong mối quan hệ tình cảm mà mình nghĩ là mình vun bồi được và mình thay đổi được, nhưng mà cuối cùng không được. Em bình tĩnh lại bằng cách nào? Thì cuộc chiến nó cứ kéo như thế, mỗi ngày cứ ra một tập để em post, để em bóc, để em đưa hết tất cả mọi thứ cho mọi người xem. Tự nhiên vô tình có một cái sự kiện âm nhạc và nó ở Cần Giờ. Và em cũng chuẩn bị tinh thần là cái ngày đó chắc chắn là em sẽ phải ngưng một tập. Sự kiện đó nó quy tụ hết tất cả các hot tiktoker. Em được vào trong đó rồi, bắt đầu là đó là cái khu trại nghỉ dưỡng. Thì em cũng được xả stress, em cũng được thư giãn, rồi em cũng được giao lưu với lại những bạn hot tiktoker khác. Cái sự giao thoa cân bằng đúng lúc, cảm xúc nó cân bằng lại, mình được khai sáng. Trước khi mà em tới cái sự kiện đó, em nghĩ trong đầu chắc người ta tới người ta cũng nói này nói kia, người ta cũng bàn tán phán xét à. Không, mọi người gặp em và nói rằng là sân khấu rã rồi đúng không, làm gì bà cũng tổn thương mà đúng không? Ừ. Một cái chạm nhẹ vào cái lòng của mình á, tự nhiên lúc đó mình thở được. Cảm giác của em lúc đó là cảm giác thở được, tại vì suốt 3-4 ngày để mà chinh chiến trong cái drama đó, em có cảm giác là mình không thở. Đời mình cần bình yên. Thì đứa trẻ trong mình nó đang bị tổn thương, nó đang bị sốc với những cái mà nó được nhận từng cái người mà nó đã từng tin tưởng. Thì bắt đầu là em cũng nhìn nhận lại, và đó cũng chính là cái giúp em thở được. Thì việc còn lại, nếu như mà bạn đã cố chấp vào cái drama này, nhưng mà thật ra bạn đó không phải là người cố chấp vào drama này ngay từ đầu, bởi vì bạn nó biết, thật ra một vài người cũng biết đã đụng tới nhân cách Bông Bao Vành Môi rồi thì không còn được luôn. Thực ra vấn đề chỗ không phải là người ta có biết thôi xong rồi hay không, thì cái điều cuối cùng chúng ta cần vẫn là gì? Thứ nhất, cảm giác bình an. Người ta chỉ sống chất lượng khi người ta có được cảm giác bình an thôi. Em bước vào một cuộc chiến, em đẩy từng trận sóng vô trong người khác thì thực ra em cũng mệt chứ. Là chúng ta sẽ không thể sống chất lượng nếu như chúng ta không biết điểm dừng. Đó là tập cuối thì đó là tập cuối. Chứ nếu như đó là tập cuối, nhưng nếu như mày còn lên tiếng thì sẽ có thêm một cái tập nữa ngoài truyện, thì thật ra về bản chất chúng ta đang bị thao túng. Thì cuối cùng dù là một drama queen đi chăng nữa thì mọi người nghĩ rất máu chiến đúng không, nhưng mà vẫn phải có những cái tiêu chuẩn như thế thì chúng ta mới có thể sống một cách chất lượng được. Để nói một cách rất là ngắn gọn về cái trải nghiệm này, em sẽ nói cái gì với khán giả của em? Sắp tới sẽ là một combo rất mới. Ừ. Bởi vì combo này đã nhận ra được là Vành Môi quá cũng không tốt, mà nghệ thuật quá thì cũng không tốt. Cho nên là Vành Bo sắp tới sẽ là một Vành Bo cân bằng, nhẹ nhàng hơn một chút. Có tiêu chuẩn hơn. Có tiêu chuẩn hơn. Vành Bo này đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện và không biết bao nhiêu lòng người và mặt người, cho nên là mới tạo ra Vành Bo Vành Môi hiện tại. Là đối với tất cả các kẻ thù đều như vậy. Và cứ thế là cái chuỗi drama queen nó cứ thế mà nó mọc ra. Thì mục đích cũng chỉ là gì? Bảo vệ bản thân, bảo vệ tình yêu, bảo vệ những cái điều ngọt ngào ít ỏi trong nghề này mà em còn đang giữ, ráng bảo vệ nó. Cảm ơn Quan Bo. Chị cũng muốn nói với em và với quý vị khán giả, thực ra muốn bảo vệ chúng ta phải có ranh giới. Giống như em xây nhà em phải có hàng rào. Hàng xóm họ ồn ào thế nào đó là quyền của họ, họ khiêu chiến như thế nào là quyền của họ, nhưng bước vào cuộc chiến hay không phải là quyền của em chứ. Vậy thì thực ra cái cách để chúng ta có thể bình an, tập trung vào làm những điều thực sự chúng ta tin là nó tốt đẹp và nó có lợi cho nội lực của mình cũng như đẹp cho cuộc đời, nó phải liên quan đến việc là bạn có biết ranh giới của mọi chuyện nó ở đâu hay không. Em không thể bắt thiên hạ bớt ồn ào được, chúng ta không thể bắt dư luận trở nên dễ thương được. Chúng ta chỉ có thể có quyền biết được rằng là mình nên ở đâu và mình đón nhận cái gì thôi. Mặc dù đã kết thúc nhưng cũng chưa dừng lại. Rồi, cảm ơn em và cũng hy vọng rằng đây là một cái câu chuyện mà quý vị khán giả có thể nhìn thấy một Quan Bo khác, một chất liệu khác. Cuối cùng dù bạn là ai thì cái trải nghiệm về một cái cuộc sống bình an nó vẫn là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời mà chúng ta có quyền theo đuổi. Còn bây giờ thì chúng ta cần phải bình an để đi ngủ thôi, lấy năng lượng cho ngày mai làm việc nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện vào mỗi tuần. Nên mình cứ mạnh dạn giới thiệu về bản thân mình, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Rồi mời anh ạ. Ủa mà em sao cái điện thoại của em nó cứ xem hình? Sao anh? Cái mặt alo của em nó... Alo, chị nghe được không ạ? Vâng, mình ở đây mà bên chương trình nghe.
Vâng, rồi 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 em. anh cứ giới thiệu bản thân anh giùm em ha. Rồi mời anh ạ. À, em tên là Nguyễn Văn Hảo, thì hiện tại thì em đang là sống và làm việc ở tỉnh Đắk Nông chị ạ. Anh làm Nghề công việc nghiệp gì ở tỉnh Đắk Nông? của em thì nó là làm nông chị ạ. Rồi đất trên đó mình được bao nhiêu hết hay như thế nào anh ơi? À, hiện tại thì đất của em thì em được bố mẹ chia cho thì được 6 sào. Thì em đang hiện tại thì em đang là trồng số này, em đang trồng cây công nghiệp với có sầu riêng rồi có tiêu, rồi em đang hiện tại đang là làm màu để em kiếm vốn. Đó. Thì đó là công việc chính của em, còn ngoài ra thì Alo, không nghe gì hết trời, bị đứng máy rồi. Alo anh ơi. rồi em nghe đây chị. Ừ rồi, anh bị đứng máy đó rồi, anh nói tiếp đi anh. Vâng, em bên chị còn muốn hỏi em cái gì nữa không nhỉ? Rồi về thu nhập thì sao anh? Ví dụ như anh đang trồng cây như vậy thì thu nhập hàng hàng quý, hàng tháng thì như thế nào anh ơi? À, nếu mà thì cây công nghiệp, nếu mà mình trồng cây công nghiệp thì thường thường thì thu nhập thì nó rơi vào của em thì nó chỉ khoảng trừ chi phí thì nó chỉ dư được khoảng cỡ 60 triệu một năm thôi. Sáu sào là dư 60 triệu hả? Dạ vâng, đúng rồi, đấy là em trừ chi phí đi hết rồi đó. Đấy là một mình em làm, đấy là một mình em làm. Thì nhà nhà thì hiện tại thì em đang là ở, em có một cái nhà thì em đang ở một mình, với em ở một mình thì em không ở chung với ai hết. Thì em ly dị rồi, em thì 32 tuổi thì em cũng ly dị vợ cách đây khoảng cỡ mấy năm rồi. Rồi có con cái gì không nè anh ơi? À, con này thì em có một đứa 4 tuổi chị ạ. Đứa con gái Đây 4 hai gái tuổi nè. thì em có một đứa con gái 4 tuổi thì hiện tại thì cháu đang là ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại đang là nuôi cháu. Rồi, anh có chu cấp gì không? Em thì nói thực ra thì em không có chu cấp, tại vì thì hiện tại thì thẳng ra thì em thì chưa có khả năng là để em chu cấp, cho nên là em thì em vẫn thăm cháu thường xuyên, em vẫn gọi điện rồi em cũng Rồi xuống ai là người kinh tế nuôi cháu? Là mẹ à? thì thực ra thì là ông bà ngoại, còn mẹ cháu thì cũng chả trực tiếp nuôi. Rồi thì bây giờ anh thu nhập như vậy hàng tháng như vậy gì hàng năm có 60 triệu như vậy thì bây giờ nếu như mà bước thêm bước nữa thì anh có đủ kinh tế để lo thêm cho người 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 thứ hai này không? Thì nó thực ra thì cái này thì đối với em thì là nó cũng hơi khó đấy, Tại tại vì ví dụ vì khi mà mình tham gia chương trình thì mình cũng anh tham gia chương trình là ai đăng ký cho anh hay là tự động anh muốn tham gia và mong muốn của anh khi mà tham gia chương trình là gì? Tại vì ví dụ như là khi mà tham gia chương trình, ví dụ như em mà có ghép anh với một cái người nào đó nữa thì ví dụ như về ta cũng phải vun vén rồi người ta cũng phải chuẩn bị này kia để mình tìm hiểu là mình đi đến hôn nhân nữa anh. vâng, thì cái này thì em cũng 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 muốn tìm hiểu, vì là nếu mà gặp được một người nào đó thì có khả năng hợp được thì em cũng với người ta thì cũng muốn đi đến hôn nhân với nhau. Có mỗi một cái thì có một cái là em đang hơi ngại là về cái khoản kinh tế của em thì em cũng đang hơi ngại. Thì em cũng 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 muốn tham gia chương trình xem mà để liệu khả năng của mình tới đâu á, có Khả được năng của hay mình tới không. đâu là sao anh? Ví dụ như mình chuẩn bị khi mà mình tham gia chương trình, ví dụ như tụi em họ không phải là tham gia chương trình để chơi đâu mà tụi em muốn là khi mà ai đến đây tham gia chương trình thì cũng đều ví dụ như là về còn tìm hiểu rồi còn đi đến hôn nhân nữa. Đó chứ không phải là các anh đến đây rồi xong rồi cứ tham gia rồi chơi cho vui là không có không phải ha. Vâng. Đó thì em cũng nói luôn cái mục đích chương trình là như vậy. Thì anh thấy như thế nào nè? Thì em cũng vẫn muốn tìm kiếm cho mình một cái người bạn đời đấy chị. Ừ rồi, vậy anh nói về cái mẫu người bạn đời của anh đi. Nói về cái cuộc hôn nhân của anh trước đi. Anh ở với vợ bao lâu, lý do vì sao hai người chia tay?
Em thì em ở với vợ em thì thời gian chung sống ấy, thời gian tìm hiểu thì khoảng cỡ được hơn 3 tháng gì đó. Còn còn thời gian chung sống ấy thì thực sự ra chung sống thì chỉ khoảng cỡ hơn 1 năm là bọn em trục trặc, là bọn em hay cãi nhau. Thì nó cũng nhiều cái Cãi lắm, nhau khác là cãi biệt nhau về về vấn đề gì? Rồi mình có động tay động chân với vợ không? Hay là như thế nào mà vợ ly dị? thì cãi nhau chủ yếu là về vấn đề, thứ nhất là về vợ em ghen quá, thứ hai là về vấn đề nội ngoại hai bên, rồi kinh tế nữa. Vợ ghen quá mình làm gì mà cho vợ ghen vậy? Thì em thì cái giai đoạn đó là em đi ra ngoài em đi làm, thì em cũng đi làm kiếm tiền ấy, thì vợ em ấy thì cứ bảo em là nói chung là em có những cái mối quan hệ trước hôn nhân, thì người ta gọi là những cái cô gọi là em gái ấy, thì nó thẳng ra À, là thì em gái mưa em gái nắng rồi đúng không? Tùm lum chứ gì? vâng, thì đến khi đó thì vợ em ghen, nhưng mà em đi đâu thì em cũng cho vợ em đi cùng, thì về thì cũng ghen, thì nó cũng nhiều vấn đề lắm chị. Đó, đi cho đi cùng mà hả? Về vợ ghen thì chị không tin được. Em gái mưa em gái nắng nhắn tin qua lại nè, nên vợ cũng mới ghen nè, đúng không? Không, em thì em không có nhắn tin qua lại đâu, tại vì thực Hay ra thì là em ra cũng không có ngoài rồi nghĩ, ga lăng quá thì về vợ ghen. chắc cũng có khả Trời đất năng ơi. là Bởi vậy sao phụ nữ ta không ghen được? Rồi mình rút kinh nghiệm gì cho cái cuộc hôn nhân vừa rồi? Mình dạ thì nhận ra như thế nào? em cũng cũng rút kinh nghiệm là cũng có Mình nhiều cảm thấy là cái là mình có lỗi hơi trong vâng, cái việc đó hay em cũng không? cũng có lỗi đấy chị, cũng có lỗi nhiều đó. Rồi mình có rồi ai là người quyết định là ly hôn? Thì cả hai người tụi em hết chị ạ, tại vì tụi em cũng có quan hệ thử với nhau rồi, nhưng mà thấy là cũng cũng không đi tới đâu được chị ạ. Rồi ngày xưa anh nói bữa hôm anh vừa nói là ngày xưa là anh ra ngoài làm việc nữa mà cãi lộn về kinh tế. Thế anh ra ngoài làm việc anh làm việc gì mà lại cãi nhau về À, kinh tế? Lúc đó kinh tế thì sao anh? thì lúc đó thì tụi em mới ra riêng, thì mới đẻ con xong thì nó cũng khó khăn đó. Thì em đi ra ngoài nè, mẹ chắc có khả năng là vợ em ở nhà, thì cái giai đoạn đó mới đẻ con xong thì chắc cũng khả năng là vợ em cũng tính tình thay đổi á. Là do Thì mình cũng em không một lỗi, một phần là mình không phụ giúp cho vợ gì, thì ai lúc đó cực quá thì ai mà không không đổi tâm đổi tính đâu. không, em thì em cũng có về làm việc nhà với vợ em chung, là nhưng mà chắc có khả năng là em cũng chưa có thấu hiểu, em cũng chưa có thấu hiểu vợ em cho lắm, nó thật là như vậy, thì để nó xảy ra như vậy á. Nhưng mà bọn em thì nói chung là cứ nói ra là nó hay cãi nhau đó. Rồi ok. Bây giờ thì mình mong muốn một cái người sắp tới thì chương trình giới thiệu là người như thế nào nè. Em thì em muốn xây dựng với một cái người mà nếu mà có khả năng thì họ, nếu mà người đổ vỡ thì có khả năng là một đứa con cũng được, nhưng mà em muốn người đó là một cái người người phụ nữ của gia đình. Chứ vợ mình có phải người phụ nữ gia đình không? Cũng ở nhà phụ giúp mình mà. Thì vợ em thì vợ trước của em thì nó cũng hơi có nhiều điểm yếu. Rồi mẫu người gia đình. Rồi về cái gì nữa à? Về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn, có thể cao 1m55 là được. Mét 55 anh cao mét mấy? Em thì chỉ cao 1m58 thôi, hơi thấp. Rồi Còn vậy thì còn em mét tư trở lên được rồi, chứ cần chi mét rưỡi? Mét vâng rưỡi xong người ta mang guốc một cái là người ta cao hơn anh rồi. vâng đúng rồi chị, nhưng mà nếu mà ý mà như em thì nếu mà bây giờ em muốn chương trình ghép cho em một cái cô nào mà
có thả ra thì họ cũng có cái công việc một tí ấy, có khả năng họ họ, họ tự lập được không chị? Ai trên đây chương trình người ta cũng có điều kiện hết, ví dụ như phù hợp mà người ta phù hợp thì tụi ví dụ phù hợp với anh thì chương trình sẽ gọi liên hệ lại với anh, tại đây chỉ là vòng casting thôi anh, chứ chưa anh chưa chắc là mình đã lượt lọt vào vòng trong ha anh ha. Vâng. Ừ Thì rồi rồi còn gì nữa cái không anh? dạ, cái nguyện vọng của em thì cái tuổi này của em ấy thì em muốn tìm một người nói chung là có thể là giúp đỡ được em. Giúp đỡ được mình là sao, là anh ta có kinh tế này kia hả? Không hẳn là có kinh tế mà ý là Chứ giúp đỡ là về giúp đỡ gì anh? cái khoản gọi là về tính tình, có thể sẻ chia thông cảm với nhau á. Hoặc cũng có thể là nếu mà cô đấy mà cô ấy chịu cũng 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 không ngại cái vấn đề mà làm nông như em á. Rồi vừa về vừa làm nông với anh rồi vừa có công việc nữa thì sao người ta làm công việc của người ta? Nếu mà người ta có công việc rồi thì càng tốt chị ạ, thì cái đó thì em không 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 ấy, còn nếu mà người ta không làm được thì người ta làm được làm nông được thì em có thể gọi là em có thể ra ngoài em đi làm bên ngoài. Rồi ok, ở đây thì bên chương trình đã ghi nhận những cái thông tin của anh rồi ha. Nếu như mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ gọi cho anh để tham gia chương trình anh ha. Thì mình từ Đắk Nông là mình phải xuống Sài Gòn để mình ghi tham gia ghi hình nhá. Vâng. Rồi ok anh, dạ rồi buổi casting đến đây kết thúc ạ. Rồi em À. Rồi chào chương cảm ơn trình, anh em cảm nhiều. ơn chương trình ạ. Dạ. Rồi mình có thể rời cuộc gọi rồi ha. Vâng, em chào chương trình. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Dạ, em tên là Lê Hữu Phước. Sinh năm 1985, quê ở Vũng Lê Tàu á, Hữu làm Phước, rồi công sinh năm mấy nè anh? Từ từ anh nói ty cho sống yếu quá em không nghe. năm 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 1985. Dạ Lê Hữu Phước sinh năm 85, anh đang ở Vũng Tàu làm nghề gì anh? Làm bên những cái kho công ty á. Ừ, nhân viên kho công ty. Là rồi. Là anh giữ cái kho đó hả hay là xuất kho? Đi đi làm trong kho luôn à. À, là hàng hóa trong kho ha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của anh Phước là gì? Mạnh là chịu khó siêng năng rồi, yếu là nhút nhút nhát trước đám đông. Nhát trước đám đông hả? Rồi mình có những cái sở trường, sở tài lẻ gì của mình không nè? Không có tài lẻ, nhưng mà chứ có biết chơi chút đỉnh vậy thôi, là môn nào cũng biết, điện thể thao rồi biết tất cả các môn rồi biết chơi thì thôi, chứ không có mạnh hơn yếu vậy. Ừ, thể thao thì biết chơi rồi ca hát biết không nè, nấu ăn rồi sửa chữa công việc ở nhà thì sao nè, Dạ, cái đó thì biết, nó ăn thì biết sơ sơ thôi. nấu được những món gì anh kể cho em nghe với. Dạ, nấu cơm rồi chiên trứng rồi đó thôi, là vậy đó, mới đó biết thôi, chứ còn mấy cái món kia không biết. Ừ rồi. Về tình trường của anh là anh đã có cuộc hôn nhân nào chưa hay là mấy mối tình rồi? Dạ chưa, em giờ cũng còn độc độc thân. Hồi xưa thì đi học thì có quen, hồi xưa trẻ còn chưa nghĩ tới, bây giờ tới giờ luôn chưa có quen ai hết. Là mình có rung động cô nào chưa hay mình có tỏ tình cô nào chưa mà Dạ cũng chưa luôn. trời đất ơi chưa luôn Dạ vậy thấy gái thích không nè? thấy gái thích, thấy gái là thích lắm, nhưng mà chưa có đúng 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 người sao á, Gặp ai chưa cũng gặp chưa đúng đúng đúng. người hết hả? Chẳng lẽ anh ở ngoài Vũng Tàu chẳng lẽ không có ai mà để anh gặp hết? Tại vì em thấy Vũng Tàu quá nhiều người mà. Tha còn đi du lịch Nhiều đủ nhiều 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 vậy, nhưng mà họ có gia đình hết rồi, hết trơn rồi. thứ. Là sống tới giờ là chưa ba mươi mấy năm trời là chưa có mối tình chắc với ai nào luôn. Rồi không có Chưa ai có mà chưa làm mai cho anh hay sao? có làm mai, nhưng mà thấy không không được, không mình thấy không được, không
không có cảm thấy mình thích đó, cũng không có được luôn. Ừ. Dạ vậy á. Rồi những cái người nào mà người ta làm mai mà anh không thích, anh kể cho em nghe đi, tại sao anh không thích người ta? Vì anh thấy người đó không hợp với mình sao á, mình thấy nó không có cảm xúc sao, nên Thì người quen một hai nào mà tháng rồi họ thôi. tất nhiên mình phải tìm hiểu thì mình mới cho mình bạn cho mình cho bản thân mình một cơ hội thì mình tìm hiểu rồi mình mới thấy thích người ta chứ. Này chưa gì là anh đã từ chối luôn rồi hả? Mà mình tìm hiểu thời gian rồi, nhưng mà sao thấy nó cũng không có cảm thấy lâu lâu về lâu về dài được, nên thôi để chờ Đâu, chương anh ví dụ đi điểm nào của cô gái mà anh không thích rồi anh cảm thấy không hợp với nhau đâu. với lại người ta không thấy xuyên là không xuyên làm nghe là mình cũng không có muốn nhắn tin người ta, mà người ta cứ gọi điện cho mình hoài, cái mình là ấy làm lắm chứ, mình cứ như là người ta cũng không có chịu khó như mình á, không có đúng cái mẫu người mình tìm á, nên thôi không có muốn quen nữa. À, có nhiều người làm quen chứ. Dạ. Ở quê ở gì ở ở công ty anh không có ai sao mà anh phải lên chương trình á? Thì nhiều người lắm mà họ có gia đình hết rồi, nên À cũng chưa gặp cái đối đúng một cái tiếng xe tình như sao, chưa có gì mà cảm thấy mình có cảm xúc với người đó. vậy bây giờ nếu như mà chương trình tìm người cho anh thì cô đó phải như thế nào để cho anh có cảm xúc đây? Dạ cũng cái đó là người đó cũng cao 1m55 nè, biết nấu ăn nè, rồi biết chăm lo vun vén như gia Anh đình nè, cao mét mấy? 1m67, Ừ, là cô bạn gái cao mét 55 được ha. nên 55 trở lên thì biết nấu ăn nè, biết chăm lo cho gia đình nè, biết chăm lo vun vén như gia đình nè, biết kính trên nhường dưới nè, rồi chung thủy nè, rồi công việc ổn định rồi đó, vậy là được. Rồi quê quê thì người ở ở Vũng Tàu thì càng tốt, ở Vũng Tàu thì cũng được, nhưng mà ở cũng được, nhưng mà ở Bình Dương hay là ở Đồng Nai, Sài Gòn gì miền Trung thì cũng được hết hả. Ừ, nói chung là quê quán những cái khu vực lân cận là ok ha. Trừ người miền Tây ra thôi, còn miền Trung hay là Bình Thuận, Ninh Thuận gì đó, ở Quảng Ngãi, Bình Định gì đó cũng được hết đó. Bình Dương Ừ, hay là rồi nói chung là không thích Sài miền Tây rồi. Gòn. Rồi thì chương trình đã ghi nhận lại tất cả những cái thông tin của anh ở đây rồi. Rồi Rồi ok nha, có gì đợi thông tin thông báo từ chương trình nha anh ơi. vậy thôi à chị. À, rồi ví dụ như bạn gái đã từng lập gia đình thì mình có chấp nhận không hay là bạn gái chưa từng ly hôn? Và bạn gái đầu còn độc 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 thân đó chị ơi, Còn đọc mình hơi cà lăm hay sao vậy hay là run quá mình mới không như phải lâu vậy? lâu không phải lâu lâu mới có hơi cà ngày vậy chứ, nó không phải cà ngoài À rồi mà ok cảm ơn anh ha. thì công công việc của em thì là công ty, còn ngồi ra thì ở nhà thì anh cũng làm công việc vườn tược nhà, cũng trồng cây có nhiều lắm. Ừ rồi ok cảm ơn anh nha, có gì anh đợi thông tin từ chương trình ha, buổi cast của mình là xong rồi anh. Ủa cái tên là xong rồi rồi hả chị? Đúng rồi ạ. À. Rồi, à, mình bấm nút đỏ thác cuộc gọi giúp tụi em nha. Chị xin lỗi nhưng mà mắt em bị sao á? Có đang bị gì không? Dạ mắt em bị hồi đó dạ chị. Là nó bị gì á em? Bị bẩm sinh sụp mi hồi nhỏ tới giờ. Thì có nghĩa là bên bên phần mắt đó thì mình có thấy đường không? Dạ mà chị thấy Ừ. bên. Là mắt bên bên trái hay bên phải nha? Dạ mắt bên trái bị, bên phải bình thường. Ừ. Là bị bẩm sinh hả? Chứ Dạ không đúng. phải là tai nạn gì hết đúng không? Dạ không, bị bẩm sinh. Ừ. Ok rồi, chào em ha. Ở đây thì có ekip chương trình thôi. Bây giờ đầu tiên em giới thiệu họ tên là công việc quê quán của mình giùm chị. Dạ em tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Khanh chị, Nguyễn Tuấn Khanh. Công việc hiện tại em là điện lạnh, còn quê quán thì ở An Giang. Em sinh năm bao nhiêu Khanh? Em sinh 201 chị. Trời 2K1 luôn. Trẻ quá trời trẻ luôn rồi hả? Không có bạn gái à, phải vô đây. Ừ.
Sao? Ở ngoài Dạ. sao khó khăn như thế nào? Thì nói chung thì cũng khó tìm nên em mới vào đây. Ừ, được bao nhiêu bạn gái rồi? Lúc trước thì có được hai. Rồi sao chia tay em? Tại em quen ai cũng bị ta cắm sừng hết. Ừ. Rồi có rút kinh nghiệm lý do sao không? Nhiều khi mình quan tâm người ta không đủ nên người ta cắm sừng. Vẫn có vậy, em lo lắng đầy đủ nhưng mà em cũng không biết sao người ta cắm sừng em nữa. Ừ. Rồi ok, bây giờ em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm chị nha. Dạ. Điểm mạnh của em thì nói chung là em vui vẻ, biết quan tâm. Điểm yếu thì nhiều khi cũng có hơi nóng tính xíu. Ừ. Nóng cỡ nào em? Thì nói chung một xíu thôi. Rồi sau đó thì cũng bình tĩnh lại mà giải quyết hết Em đang làm việc ở đâu vậy Khanh? rồi. Dạ hiện tại em đang làm ở bên Long Xuyên đó chị. Em làm cho tư nhân cho chủ, chứ cũng có thể làm ở nhà riêng nữa. Làm cho chủ là em ở nhà luôn không em đi thuê nhà bên chỗ đó là em mới đi làm. Giờ em ở nhà, sáng em đi chiều em về. Tại hiện tại em ở mới nhưng mà em làm ở Long Xuyên. Em ở chung với ai? Em ở chung với mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con thôi, em là con một. Dạ. Rồi ba ba là ly hôn hay là sao em? Dạ ba mất chị, ba bị tai nạn giao thông mất rồi lúc trước hồi 3 năm rồi, 3 4 năm Rồi, ok em, bây giờ em muốn tìm bạn gái như thế nào, mô tả rõ cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. rồi. Bạn gái thì nhỏ người rồi thon thon thôi rồi ngoại hình thì cũng dễ nhìn thôi, công việc thì cũng không cần học cao lắm đâu, chỉ cần yêu cầu có việc làm là được. Rồi ok em. Dạ. Rồi rồi được rồi ha, nếu mà ghi hình thì chắc lên thành phố Hồ Chí Minh quay hình được đúng không? Dạ đúng rồi chị, em có thể Rồi đi. được rồi, cảm ơn em nha. Nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình em ha. Rồi cảm ơn em. Ừ, Dạ chào em. dạ cảm ơn chị.